Xin chào các học sinh khối 8. Kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới rồi. Cô làm clip này để giúp cho các em có thể ôn tập kiểm tra được tốt. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Các em lưu ý, nội dung kiểm tra giữa học kỳ 1 là từ tuần 1 đến tuần 8. Thời gian kiểm tra giữa học kỳ 1 là tuần 9. Và thời gian chúng ta sẽ làm bài kiểm tra là 90 phút. Ở đây cô cho các em 12 câu trắc nghiệm. Các em bấm dần và làm hết 12 câu này. Sau khi làm hết 12 câu, chúng ta xem đáp án ở phần bên dưới. Đáp án 12 câu trắc nghiệm. 1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7C, 8B, 9B, 10C, 11C và 12D. Và sau đây chúng ta cùng vào phần tự luận. Ở bài số 1, tính và thu gọn biểu thức nếu có thể. Phần này cô cho các em 4 bài tập. Các em hãy bấm dừng và làm từng bài tập 1, sau đó dò lại đáp số với cô. Ở bài A, cô cho các em tính đơn thức nhân với đơn thức. Ở đây, chúng ta sẽ lấy số nhân với số, phần chữ nhân với chữ cùng loại. Cụ thể, ta lấy 2 nhân 5, x nhân cho x mũ 2, y nhân với y và nhân với z. Chúng ta có đáp số là 10, x mũ 3, y mũ 2, z. Ở bài tập B, là đơn thức nhân với đa thức. Chúng ta sẽ lấy đơn thức nhân với tần hạng tử của đa thức. Cụ thể là lấy trừ 3x nhân với 2x mũ 2 thì bằng trừ 6x mũ 3. Trừ 3x nhân với trừ 4x bằng cộng 12x mũ 2. Trừ 3x nhân với cộng 5 bằng trừ 15x. Ở bài C, chúng ta có đa thức nhân với đa thức. Chúng ta lấy tần hạng tử của đa thức 3x trừ 2. Chúng ta nhân với đa thức 2x cộng 7. Cụ thể như sau. 3x nhân 2x bằng 6x mũ 2. 3x nhân cộng 7 bằng cộng 21x. Trừ 2 nhân với 2x bằng trừ 4x. Trừ 2 nhân cộng 7 bằng trừ 14. Sau đó chúng ta sẽ thu gọn cái đa thức này. 6x mũ 2 ta để xuống lại. Cộng 21x trừ 4x bằng cộng 17x. Chúng ta viết xuống là cộng 17x và trừ 14 chúng ta hạ xuống. Vậy đáp số ở câu C là 6x mũ 2 cộng 17x trừ 14. Ở câu D là một hằng đẳng thức có dạng A trừ B tất cả bình. A ở đây là 4x, B là 1. Vậy chúng ta khai triển như sau. 4x tất cả mũ 2 trừ 2 nhân 4x nhân 1 cộng 1 mũ 2. Và đáp số chúng ta là 16x mũ 2 trừ 8x cộng 1. Bài 2. Phân tích đa thức thành nhân tử. Ở đây cô có 3 bài. Các em bấm dừng và tự làm. Sau đó dò lại đáp số với cô. Ở câu A, 4x mũ 2 trừ 8x. Khi chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử, phương pháp đầu tiên chúng ta nghĩ đến là đặt nhân tử chung. Vậy ở câu A này có nhân tử chung hay không? Chúng ta nhìn thấy 4x mũ 2 chính là 4x nhân x, còn 8x chính là 4x nhân 2. Nhân tử chung ở đây là 4x. Mở ngoặc ra, tích thứ nhất còn chữ x, dấu trừ ở giữa viết xuống và tích thứ nhì
là số 2, biết số. Vậy ở câu A, chúng ta phân tích được là 4x mở ngoặc ra x trừ 2 đóng ngoặc lại. Ở câu B, chúng ta nhìn thấy có dạng A lớn mũ 2 trừ B lớn mũ 2. Vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức để phân tích. 9x mũ 2 bằng 3x tất cả mũ 2 trừ 2x cộng 7 tất cả mũ 2. A ở đây là 3x, B ở đây là đa thức 2x cộng 7. Cô lưu ý khi chúng ta phân tích A lớn mũ 2 trừ B lớn mũ 2 sẽ bằng A lớn trừ B lớn nhân A lớn cộng B lớn. Vì B lớn ở đây của chúng ta là đa thức 2x cộng 7 nên khi các em phân tích các em phải bỏ 2x cộng 7 vào ngoặc. Và chúng ta cùng viết nha. Đây, chúng ta phá cái ngoặc nhỏ ra. Ở cái ngoặc thứ nhất, trước cái ngoặc nhỏ là dấu cộng, phá ngoặc, giữ nguyên dấu các hạng tử trong ngoặc. Đối với cái ngoặc vuông thứ nhì, trước cái ngoặc tròn là dấu trừ, phá ngoặc tròn ra, ta đổi dấu các hạng tử bên trong. Chúng ta viết xuống như thế này ha. Sau đó chúng ta thu gọn từng cái ngoặc lại. Và đáp số chúng ta là 5x cộng 7 nhân x trừ 7. Ở câu C, chúng ta sử dụng phương pháp nào để phân tích các em? Chúng ta thấy x mũ 2y trừ xy mũ 2. Chúng ta thấy có nhân tử chung là xy. Hai hạng tử cuối là trừ 6x và 6y. Chúng ta thấy có nhân tử chung là trừ 6. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nhóm ở đây ha. Và ở đây là chúng ta nhóm từng cặp. Vậy hai hạng tử đầu tiên khi chúng ta đặt xy ra, chúng ta mở ngoặc ra. Tích thứ nhất còn chữ x, dấu trừ ở giữa viết xuống, tích thứ nhì còn chữ y. Hai hạng tử cuối chúng ta đặt trừ 6 ra, tích thứ nhất còn chữ x, tích thứ nhì còn chữ y, lưu ý cái dấu ở giữa. Vì khi chúng ta đặt dấu trừ phía trước, hạng tử đem vô sẽ bị đổi dấu. Chính vì vậy, dấu cộng ở trên ta viết thành dấu trừ ở dưới, tức là cái dấu trừ chính giữa x và y đây. Và chúng ta đặt nhân tử chung là x trừ y, bên trong sẽ là xy trừ 6. Ở bài 3 là toán thực tế áp dụng định lý Pythagore. Ở phần này, các em xem lại các bài toán thực tế đã được dạy trong bài định lý Pythagore trong lớp. Bài 4. Toán thực tế, nội dung ở phần hình học không gian. Các em xem lại các bài toán thực tế đã được dạy trong chương trình toán hình học không gian đầu năm ha. Phần ôn tập của cô đến đây là hết. Các em hãy học thật là tốt để có thể đạt được điểm kiểm tra giữa học kỳ cao các em nhé. Xin chào các em.